Chào quý diễn giả, hiện tại Khương Chùa đang có mặt ở phim trường Dòng Máu Mai. Đây là anh Kim Tử Long, anh đã hát cái bài đầu tiên của anh. Ủa, chị Huyền chưa tới anh Long? Chị Huyền hả? Chị đang thay 8 bộ đồ đâu. Anh thay 9 bộ, anh đi trước hả? Anh thay lẻ lắm, còn chị Huyền chỉ thay 9 bộ, lận 8 bộ chứ. Độc quyền tới rồi mà. Anh Kim Tử Long đã tham gia Dòng Máu Dòng Ai mùa 2 hả Long? Hả? Anh đi đâu đường nó xa vậy? Độc quyền đâu? Độc quyền đây hả? Đây. Không phải tranh chứ, tại vì chơi mà. Đi ra đi. Chuyên tôn. Mình tiếp tục nha mọi người. Thì anh hãy dùng 3 tuần để nhận lấy chị Vika. À, Vika hả? Rất là lúc để nha. Em chào anh. Xinh đẹp. Ủa, sao mà mày hả? Chào. Chào. Hết rồi. Dạ, giờ lại cảm ơn. Đang kiếm lòng nè. Ủa, bữa trước anh chọn hát hay hát dở anh Long? Cái gì? Bữa trước anh thi anh chơi là anh chọn đúng chứ hát hay hát dở vậy? Hát hay chứ. Hay dở. Trời ơi, anh nói thật là cái giọng ải giọng ai này thì anh đã tham gia với Thoại Mỹ một lần rồi. Dạ. Lần này là với Ngọc Quyền, anh phải cho Ngọc Quyền biết thế nào là lễ độ. Bữa anh chọn bạn nam hay bạn nữ? Chọn bạn nữ. Nữ hay luôn. Xong ca luôn hả? Chọn bạn nữ là con nuôi của Phi Nhung đó. À. Ủa, đeo cái mặt nạ vậy nè. Bé gì quên rồi ta. À, gì Phi Nhung á. Đó đó gì, không phải Nhung. Con bé đó tên là con gì đó, Trang. Trang hả? Không phải Quỳnh Trang. Cũng Nhung có gì chứ. Đâu phải Nhung, Quỳnh Trang. Quỳnh Trang đó, con Phi Nhung đó. Hôm nay chắc gặp con của Hoài Linh quá. Con Hoài Linh. Con Hoài Linh hay là con của Quang Lê gì đó. Kệ nó, con ai cũng được. Lát nữa là bữa nay 7 đứa mà chỉ có một đứa hát hay thôi anh. 7 người mà chỉ có một người hát hay thôi. Dạ, còn 6 đứa hát dở. Chắc chắn là sản xuất là một là anh Dính hay là chị Quyền Dính đó. Trời ơi, chắc chị Quyền Dính quá. Không sao, để anh tự lấy cúp gì luôn hả? Tự luôn nè, thấy không? Anh đi mình lái xe đi luôn hả? Đi mình lái xe luôn. Cuộc đời này giờ chỉ có mình thôi. Mình đi lái xe mình nè, mình make up mình nè, mình thay đồ mình nè, mình gửi đồ mình nè. Mình lãnh lương mình. Mình lãnh lương thì nhiều mình xài lắm chứ không phải mình. Này, người giống người già neo đơn quá. Thương vừa rất là cảm động trước câu chuyện của một cái cụ già neo đơn là anh Kim Tử Long. Không có, mình nói già thì không có được, mình không có già. Mình vẫn lòng thôi tôi. Vẫn còn trẻ trung lắm. Nhưng mà nghĩa là ở làm cái gì cũng thích làm mình thôi. Đó, thấy không? Mới mua cái áo nè. Ủa, anh mới mở bên bên tên lửa hả anh? À, Quá Đã Hai. Quá Đã Hai, Quá Đã Hai mở bên tên lửa 128 đường tên lửa quận Bình Tân. Alo. Ngang mặt với siêu thị Ion mới đó, siêu thị Ion Bình Tân đó. Dạ, em dẫn 22, em đi tới đó chơi hoài. 22 tay này là khai trương. Anh có đó không? Có chứ, hôm nay đây là phải có mà. Khai dạ. Trương chứ. Cái đó mới thứ hai hả anh? Cái thứ hai. Rồi anh Long giờ anh mở quán bây giờ đó giờ, mọi người cứ hiểu thôi, bây giờ đi hát thì không có nhiều tiền. Game show thì cũng có nhiêu tiền luôn. Game show và mỗi lần quay vậy là phải sắm quần áo mới rồi nữa là. Ủa, em thấy cái bộ đồ lên mặt nhiều show. Chưa bao giờ, lần đầu tiên là mới mặc cái bộ đồ này mới tin luôn. Có nha. Cái quần thì nhiều lần. Chứ còn là áo cũng mới nè, áo trong cũng mới mua nè, cái vợ dây nịt cũng mới mua luôn nè. Đó. Dây nịt giống cái còng số 8 mà trời ta. Không, cái này gọi là cái gì nè? Hiệu Gucci. Cu xì đó. Cái nữa là hát là không có nhiêu tiền, phải kinh doanh chuyển thế. Qua một cái bước ngoặt mới đó là đi kinh doanh. Mà kinh doanh nếu mà thành công á thì còn đi hát tiếp tục, còn nếu mà kinh doanh mà không thành công á thì coi như là đi bụi luôn. Nhưng mà cái quán Quá Đã anh hâm mộ của anh là ok mà. Hả? Khán giả, Quá Đã một ok thực khách họ thấy quá mà mọi người cũng mọi người ủng hộ. Mà nói chung là cũng nhờ vào các cái chương trình mà Long đã tham gia, nữ ra mọi người thương thì tới ủng hộ thôi. Anh Long rất là dễ thương. Trong cái nghệ sĩ cái lương của anh Long là hài hước, vui tính nhất á. Không, vui không thế. Phải hài, đừng có nói vui hài. Tính, em nói vui tính. Thường thường mà mọi người cứ hỏi Long là tại sao mà tới từng tuổi này mà vẫn còn giữ được cái nét thanh xuân đó. Thì rồi, Long cũng xin bật mí với quý vị là Long không có làm cái gì ngoài cái tối ngày cười thôi. Yeah.
cười đó, mà cười được cười cũng không được cười quá nha. Mình cười mà cười quá nó cũng sẽ tạo nếp nhăn. Mình cười một cách thoải mái vậy thôi. Dịu dặn đưa đủ hả? Ờ vậy thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đúng không BB Trần? Dạ. Ừ. Anh nói đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Gương mặt của mình đừng có cười quá. Mình cười quá nó sẽ tạo nếp nhăn. Mình cười, mình cười nhẹ nhàng. Cười sao anh đó, đi bảo Trần cười nhẹ nhàng nè. Em cười nhẹ nhàng đó, đừng có cười quá. Dạ em hay cười quá, em bị nhăn quá rồi. Đó, đó thấy không? Đó. Một gương mặt nó cười rất là điềm tĩnh nhẹ. Đó, thấy chưa? Nó sẽ giữ mãi nó thanh xuân à. Còn dạ, mình cười quá nó lên. Dạ. Tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện mà Ngọc Quyền đó, Ngọc Quyền cũng vậy đó. Ngọc Quyền mỗi lần ra hát á là sợ cười lên đó, phải không? Khán giả chụp hình lại là sợ cười lên cái lát ra hát có chân chim nè, có đuôi rồng nè. Thành thử ra mọi người mà lại chụp hình với Ngọc Quyền không ấy. Mím mím à. Vậy thôi đó, không dám cười. Hỏi tại sao mà không cười thoải mái vậy đó? Cười sợ lát nữa ra hát nhăn. Nè. Ngọc Quyền kỹ. Chị Quyền, chị Quyền đứng sau anh kìa. Hả? Không có đâu. Sợ liền. Ờ, sao cuộc đời của tôi không hiểu tại sao bao nhiêu cô đoàn hát mà tôi không sợ, sợ của mình Ngọc Quyền. Dữ quá mà. Tôi không hiểu tại sao luôn. Lên hát là trời ăn hiếp tôi dễ sợ luôn mà tôi dám cúi đầu chấp nhận. Sao cái này là kèo dưới rồi? Kèo dưới Ngọc Quyền. Ờ. Kể nó không sao. Mình mà có dưới một người phụ nữ là tài năng nè, vừa tài năng vừa đẹp nè. Nhưng mà Diệu Hiền thì tôi chưa nói nha. Diệu Hiền thì cũng có à. Ngọc Quyền là không có Diệu Hiền, nhưng mà tài năng nè, đẹp nè, đó là hai cái điều mà tôi phải khâm phục. Vì vậy cho nên là tôi phải lép vế thôi. Dạ. Mà tôi là thì tôi là lại là rất là thích những người nào mà tài năng và đẹp. Vậy thôi. Đúng rồi, mình có thương mới có chịu với anh, có thương mới có cam chịu cuộc đời của tôi. Có rất nhiều người hỏi tại sao mà tôi không lấy Ngọc Quyền. Tôi nhìn thấy tôi buồn lắm, buồn. Dạ. Tại sao tôi không lấy Ngọc Quyền? Nếu mà bây giờ mà tôi mà lấy Ngọc Quyền là tôi ít nhất cũng phải được có Ngọc Trai nè, Ngọc Dương, Ngọc Ngà nè, Ngọc Dương gì đó. Thôi ơi. Cũng phải ba đứa rồi. Nhưng mà số phần nó vậy á. Nhưng mà không sao, chính nhờ giờ diễn chung cũng vui mà. Hát, dạ, hát được khán giả như mới. Dạ. Chứ còn nếu mà bây giờ mà lấy ba đứa con rồi thì nhiều khi hát không được. Dạ, nhiều khi không hát chung được nữa. Có rất là nhiều đôi nghệ sĩ hồi lúc mà chưa lấy nhau là hát khán giả rất là đông và họ hát rất là duyên dáng, nhưng mà khi họ lấy nhau rồi, dạ, thì họ hát không có còn duyên dáng nữa. Còn lâu lâu gặp nó có tình cảm hơn. Dạ đúng rồi. Mùi mẫn hơn, lên sân khấu ngoài có nhà gặp nhiều khi đúng. Nhiều khi mới vừa gây lộn xong lên sân khấu sao hát mùi mẫn được. Đúng rồi, dạ. Bởi vì bây giờ là đừng có gây lộn. Còn dạ, còn Long với Ngọc Quyền mà ở ngoài sân khấu có gây cỡ nào gây, lên nhưng mà lên sân khấu vẫn mùi mặn tình, tình cảm. Không bao giờ mà lên sân khấu đem cái chuyện ngoài ra. Mặc dù là trước đó là gây gì lắm đó nha. Gây gì chuyện hát sướng thôi chứ không phải gây gì chuyện gì đó. Dạ. Có một cái nào nói cho quý vị nghe là Ngọc Quyền có một lần gây là Ngọc Quyền thiếu nợ tôi, là tôi đòi mà Ngọc Quyền trả đó. Giờ trả cho em. Rồi gây trả rồi. Trả rồi hả? Trả rồi, thiếu 8 tỷ tư. Rồi 8 tỷ tư. Ờ, mà trả 8 tỷ còn 400 triệu tôi cho. Cho luôn ha. Ờ, tôi nói là lấy được 8 tỷ là mừng rồi ha. Trời ơi, 8 tỷ mừng rồi. Bây giờ mà 8 tỷ tư mà liệu làm sao mà đòi cho được. Vậy mà Ngọc Quyền trả cho 8 tỷ còn 400 tôi tặng. Rồi xong, là sắp mới ký một cái rồi, mới ký một cái giấy nữa cho mượn. Cho mượn 2 tỷ nữa đem mở cái quán quá sướng đó. Không có mở. Nói là mở kế bên tôi quá đã. Mở kế bên tôi quá sướng. Không mở điện thoại anh. Ừ, đó để mà gọi là chèn ép cái quán quá đã. Gặp anh Long với anh chị Huyền là sướng với đã rồi. Nhưng mà không sao, cứ việc mở đi. Ha, cứ Ngọc Quyền mà đi. Ngon quá, đi đường vô. Đó phi phi vô là mắc cấp cho Ngọc Quyền đó. Đó. Quý vị thấy không? Tim đứa Long đi. Tiên Tử Long đi là chỉ có một thân một mình thôi. Còn Ngọc Quyền đi là một đằng sau lưng một đại đội hùng binh đi theo. Một mắt cấp tim Phi Phi. Xe rồi. Mà mỗi lần mà mời Phi Phi mắt cấp một cái mặt đó là phải 5 triệu. Ăn show này có 2 triệu mà. Mà tham gia game show có 2 triệu mà mời Phi Phi 5 triệu. Các vị thấy không? Bởi vì mấy thiếu nợ. Bởi vì mấy thiếu nợ mới mượn tiền anh đó. Cái thiếu nợ đó là không phải về hát à. Vậy hả? Ngọc Quyền thiếu nợ Long là không phải về hát, mà Ngọc Quyền thiếu nợ Long là lấy tiền xây nhà bên Mỹ. Nhà bên Mỹ. Ừ chứ còn nhưng mà trả hết rồi. Dạ. Còn thiếu 400 triệu nhưng mà cho luôn. Cho mới cho mượn 2 tỷ nữa. Mở quán. Dạ chị ra đi hát rồi. Ủa bà hát rồi. Dòng của chị đó thôi, mọi người ra nghe chị hát đi nha. Ủa nhanh vậy ta? Sao vô hát? Đó ghen. Dạ. Ra bài gì?
Ngọc Quyền đó, sống Ngọc Quyền. Ồ, hát bài sống sống tình hả? Sống tình hát nó ấy nó không được ta. Rồi, cảm ơn anh. Để em ra gặp chị Quyền nha. Dạ. Chuẩn bị cả nhà ơi, đón xem giọng ai giọng ai nha. Chuẩn bị đón xem giọng ai giọng ai. Mùa 4. Kim Tử Long và Ngọc Quyền sẽ làm cho quý vị vui và có nhiều cái bất ngờ trong cái giọng ai giọng ai mùa 4 này. Dạ, cảm ơn anh Long. Chúc anh chơi vui vẻ nha, bye bye anh Long. Đừng có nói với mọi người là, đừng có nói với ai biết là Ngọc Quyền chú nào đâu. Dạ, đúng rồi, em chỉ up clip lên YouTube thôi. Đừng có nói nhiều, đưa lên YouTube rồi được rồi. Dạ, ok, cảm ơn anh. Dạ.